Rồi, xin chào cả nhà nha. Chúc anh em có buổi tối vui vẻ nha. Sáng hôm nay mình không có clip được nha. Clip bán máy sáng có clip cây trường xe điện á. Để bỏ cho anh em tham khảo vui. Rồi, tối nay thì cũng có được cái clip máy cũ này giới thiệu tới anh em. Anh em ưng máy nào thì alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại đặt máy thì cũng 0355 356 356 nha anh em. Rồi, con clip trong cái clip này thì máy đầu tiên là con G2 Prime nè anh em. G2 Prime nha. Vỏ thì nói chung là vỏ ring nó có trời trời đã dính keo, lau sạch nha. Màn đẹp, đã dán cực lực cho anh em rồi. G2 Prime. Con này thì màn hình 5 inch, RAM 1.5 GB, bộ nhớ 8 nha anh em. Pin 2006 nha. Máy thì nói chung là sáng đẹp anh em. Mọi chức năng bảo đảm anh em xài tốt. Mình sẽ test sơ chức năng G532 nha anh em. G2 Prime thì nó model nó là G532. Đó. Con này giá 750 nha anh em. 750k kèm sạc nha. Kèm sạc 750k. Tất cả các máy anh em cặp trước cho mình cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu và 100k cho những máy trên 1 triệu nha anh em. Tất cả cái nào có bao ship thì mình báo, còn đa số là không bao ship nha. Tiền cặp thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em mà nhận được máy nha, nhận được hàng đó, trả tới shipper là xong. Theo con máy thứ hai trong clip là con Vivo i51. Máy này thay vỏ rồi anh em. Đẹp keng xà beng luôn. Con này màn hình 5 inch, RAM 2, bộ nhớ 16, pin 2003 nha anh em. Đó, máy thì ngoại hình quá đẹp luôn. Kính không quá xước nha anh em. Vivo i51. Mọi chức năng hoàn hảo nha. Không hề trục trặc gì hết nha anh em. Đó, wifi rất là mạnh. i51 giá 990k kèm sạc. 990k kèm sạc nha anh em, quá bèo ha. Tiếp theo là con Nokia anh em, màu xanh. Rất là đẹp. Máy ngoại hình kính gần như không có lưng, không có trời. Kính đẹp keng sao beng luôn. Đó, đại dáng cực lực cho anh em rồi. Nokia anh em, màn hình con này 5 inch 2, RAM 2 16, pin 3000 nha anh em. Pin 3000. Mọi chức năng là VIP luôn anh em. Đó. Chưa hề trục trặc gì hết nha anh em. Nokia anh em, để anh em giá con này là 1150. 1.150.000 kèm sạc cho anh em nha. Tất cả các máy bán ra mình đều kèm sạc cho anh em hết. Máy kính đẹp, lưng đẹp, hoàn hảo nha, 1150. Con thứ ba là con Vivo V5. Con này vỏ thì có xước sát nhẹ nhẹ sau lưng đó, ngay dương mình quay. Kính đẹp keng luôn anh em. Vivo V5. Mã máy là 1601. RAM 4, bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch. Pin con này là 3000. Giá 1690. Để anh em giá 1690. Đó, máy rất là đẹp. Kính đẹp luôn anh em. Lưng này có vài vết xước. Tiếp theo là con Samsung G7 Pro. Con này vỏ ring có xuất sắc như clip luôn. Màn thì thay nha anh em, màn mình thay màn mới nha. Màn thay đẹp keng luôn. Màn thay nhưng mà bao anh em luôn à, cảm ứng luôn, không hề lắc liếc nha. Đó, bảo đảm anh em luôn, xài rất là chuẩn. Không hề có một trục trặc gì đâu. RAM 332 anh em. Màn hình 5.5 inch, pin 3600. Con này để anh em giá 1690. 1.690.000. Mấy con sướng mấy này mình bán rẻ cho anh em luôn nha. 1690 G7 Pro. Tiếp theo là một con Samsung A20. Màu xanh. Màu xanh đen. Vỏ đẹp nha anh em. Là dính keo không phải trời nha. Vỏ đẹp. Con này màn thay nha anh em. Con A20 này màn thay có sao nói vậy. Màn thay loại 1. Màn thay nó rất ok chứ còn không phải vấn đề gì liếc lát nha. Mình sẽ test cảm ứng sơ cho anh em xem luôn. Còn trong cái nào đâu. Đó, ok nha anh em, nó trống một chỗ là nó sẽ không ra được. Đó, cảm ơn rất là mượt. Màn hiển thị đẹp, sắc nét đẹp nha anh em. Đó, nói chung là như ring.
20, nhưng mà có thay thì mình nói thay cho anh em giữ hình dung cái máy, cho mấy công đưa tới rồi anh em mày test này test nọ bơm đi về mấy công nha anh em. Đó mình rõ ràng trong clip rồi nha. Màn hình 6 inch 4, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 4000. Con này để anh em giá 1690. 1.690.000. Samsung A20. 1690 nha anh em. Tiếp theo thì con máy tính bảng anh em. Máy tính bảng 7 inch Lenovo. Màn hình 7 inch. Lenovo RAM 1, bộ nhớ 16. Con này để anh em giá 1290. 1290 có một con thôi. Tắp Lenovo. Ngoại hình này ngay đây có sức sức nhẹ. Lưng đẹp, kính đẹp. 1290 nha anh em. Một em RGB Pro thay màn tiếp. Một con này thì vỏ đẹp hơn con hồi nãy nha, con đen nha. RGB Pro. Con này thì đẹp hơn nên mình tính anh em giá 1750 nha. 1750 RGB Pro thay màn. Vỏ nói chung là tương đối đẹp. 897. Đó, ok nha anh em. Tiếp theo là một con Xiaomi A2. Máy riêng nguyên. Đẹp keng tầm 99, 98 tới 99%. Mọi chức năng hoàn hảo nha anh em. Chức năng VIP luôn, hoàn hảo luôn, không có vấn đề hết. Xiaomi A2 màu xanh, đẹp keng sạch beng luôn. Màn hình 5.99, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3000. Con này để anh em giá 1850. 1850 kèm sạc. Ok nha anh em, 1850. Một em Weller mới có. Con này là mình hay về. Liên tục trong clip này anh em mà theo dõi kênh mình thường xuyên chắc cũng biết con này. Weller màn hình 5.5, máy đẹp 99. Máy đẹp 99. RAM 1, bộ nhớ 8, màn hình 5.5, pin 2007 nha anh em. Pin 2007. Mọi chức năng xài ok luôn. Gen 5.5 inch nè. Đó. Con này để anh em giá 750 nha. 750 kèm sạc. Mọi chức năng ok luôn. Tiếp theo là con Oppo A57 anh em. F3 Lite, máy riêng đẹp tầm 98. Màn hình rất sáng đẹp luôn. Oppo A57. RAM 3, bộ nhớ 32. Màn hình con này 5 inch 2 nha anh em, pin 2009. Giá 1550 kèm sạc cho anh em, dán cường lực kèm sạc khi bán ra. Kính không hề có vết xước nha anh em. Dán cường lực với kèm sạc cho anh em con Oppo A57 này nha. Tiếp theo thì một con Realme 50, máy đẹp gần như hoàn hảo. Con này đẹp tầm 99 anh em. Lên coi kính coi. Lưng này. Anh em thấy lưng không? Cái nắp sau là vỏ là đẹp hoàn hảo, máy riêng nha, máy này riêng nguyên. Chưa hề qua trục trặc gì hết nha. Đó. Kính camera đẹp keng luôn. Vân tay. Realme 50 bản RAM 4, bộ nhớ 32. Bộ nhớ 64, sorry anh em. RAM 4 64, màn hình sáng đẹp, chưa hề có vết xước. Rồi. 1-2 cọng lông mèo nhé, sorry anh em nha, có nha, mà không đáng kể, nói chung là đẹp. 1-2 cọng lông mèo cực nhẹ. Realme 50 bản RAM 4, bộ nhớ 64. Đó anh em ha. Wi-Fi cực mạnh. Máy riêng nguyên, con này bảo hành công ty còn phải 6-7 tháng anh em. Bảo hành cho anh em thoải mái xài con này. Realme 50 RAM 4, bộ nhớ 64. Màn hình 6.5 inch, pin 5000. Con này để anh em giá 2750 nha. Hạ nhiệt anh em. 2750, con Realme 50 này 2750. Bảo hành cho anh em tầm 6 tháng, thoải mái luôn nha. Xài không sợ hư con này luôn. Như máy mới luôn ạ. Máy tiếp theo trong clip là con A70. Màn hình đã dán cường lực, đẹp keng sạch beng, chưa hề có vết trầy. Màn chưa hề có vết trầy. Cái nắp sau thì đẹp keng, và nắp sau này mình thay nha. Mình có nói thẳng luôn trong clip luôn. Mình đã thay cái nắp sau cho nó đẹp như mới luôn. Sườn thì có xước sát, cái nắp sau bữa nó bị cắn bê gấp nhẹ góc rồi. Mình đã thay mới rồi. Sườn thì có xước sát nhẹ nhẹ nè anh em ha. Có xước nhẹ. Nắp sau thay mới, màn ring. Đặc biệt con này là màn ring. Màn hình này rất là mắc nha anh em. Màn hình này anh em thay về hơn 2 triệu. Cái màn A70 này cực mắc. Đó, máy thì cấu hình cực mạnh, RAM 6 của nhớ 128. Đó, màn hình 6.7 anh em. Màn hình 6.7 luôn nha, cực khủng nha. Mọi chức năng là hoàn hảo luôn cho anh em. Đó, xài ok nha. Samsung A70. Camera wifi cực mạnh. Test camera cho anh em xem cho yên tâm. Đó, mình đây.
rất rõ nét nha anh em. Camera hiện tại quá chuẩn. A70. Để anh em giá yêu thương thôi nha. 3.8 triệu. 3.8 triệu kèm sạc. Samsung A70. Máy rất là đẹp, nói chung là nhìn tổng thể là như một con máy mới luôn. Chỉ có sườn, nói chung là sườn là mình có nói trước nha, có nhâm nhâm nha. Sườn nhâm nhâm nhưng mà lưng đẹp này, lưng mình thay một cái nắp mới, can luôn. Màn chưa hề qua gì hết, màn ring luôn. Ok anh em nha. Còn này giá 3.8 triệu. Kèm sạc cho anh em, giá cường lực luôn. Rồi, clip tối nay chắc xin tạm dừng tại đây đi. Cũng đã hơi nhiều máy rồi. Thằng ấy chào cả nhà nha. Những anh em coi xem qua kênh, nhớ bấm đăng ký để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình nha. Số điện thoại đặt máy thì vẫn là 0355 356 356. Đó, anh em yêu quý nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới nhất từ kênh mình. Thằng ấy chào cả nhà nha.